Ba cảnh cận tử Asanaramana. Một, cảnh nghiệp Kammaramana. Hai, cảnh nghiệp tướng Kammanimittaramana. Ba, cảnh thú tướng Gatinimittaramana. Nghiệp sanh lúc cận tử. Một, cực trọng nghiệp Garukakamma. Hai, cận tử nghiệp Asannakamma. Ba, nghiệp tướng Kammanimitta. Bốn, thú tướng Gatinimitta. Ngũ nghịch đại tội còn gọi là nghiệp vô gián Banchanantarikyakamma. Một, giết cha Pitukhata. Hai, giết mẹ Matukhata. Ba, giết A-la-hán Arahatakhata. Bốn, chia rẽ tăng chúng Sanghapheddana. Năm, làm thân Phật chảy máu Lohituppada. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con xin xuống mic mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Và con xin đảnh lễ sư Thanh Tâm, quý sư quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc bài ạ. Ba cảnh cận tử. Asannaramana. Một, cảnh nghiệp. Kammaramana. Hai, cảnh nghiệp tướng. Kammanimittaramana. Ba, cảnh thú tướng Gatinimittaramana. Nghiệp sanh lúc cận tử. Một, cực trọng nghiệp Garukakamma. Hai, cận tử nghiệp Asannakamma. Ba, nghiệp tướng Kammanimitta. Bốn, thú tướng Gatinimitta. Ngũ nghịch đại tội còn gọi là nghiệp vô gián Banchanantarikyakamma. Một, giết cha Pitukhata. Hai, giết mẹ Matukhata. Ba, giết A-la-hán Arahatakhata. Bốn, chia rẽ tăng chúng Sanghapheddana. Năm, thân Phật chảy máu Lohituppada. Dạ, con đã đọc bài xong và cảm ơn cô Kim Dung đã post bài. Dạ, xin mời vị kế tiếp ạ.
Dạ, Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sang kha giá. Dạ, con cảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính lễ chư tôn đức tăng ni và dạ, kính chào toàn thể quý đạo hữu. Dạ, sau đây con xin đọc bài ạ. Dạ, cảm ơn chị Nhung, em đã thấy rõ rồi ạ. Cảm ơn chị. Ba cảnh cận tử. A sằng là rầm má ná. Cảnh nghiệp khầm mà rầm má ná. Cảnh nghiệp tướng khầm má ní mít tà rầm mít tà rầm má ná. Cảnh thú tướng gá tí ní mít tà rầm má ná. Nghiệp sanh lúc cận tử cực trọng nghiệp. Gá rú khá khầm má cận tử nghiệp. A sanh ná khầm má. Ba nghiệp tướng khầm má ní mít tá thú tướng gá tí ní mít tá ngũ nghịch đại tội còn gọi là nghiệp vô gián. Bành chà nằng tá rí giá khầm má. Một giết cha gà tá. Hai giết mẹ má túc gà tá. Ba giết a la hán á ra há tá gà tá. Chia rẽ tăng chúng sằng gá thề đá ná. Làm thân vật chảy máu lô hí túc bà đá. Dạ con đã đọc xong. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng và con xin xuống mít ạ. Xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sang kha giá. Dạ sư huynh Lý ơi, anh có nghe cả nhà gọi anh không? Dạ sa thứ chị Nhung, sa thứ Thịnh Tâm. Dạ U Như xin mời sư huynh nha. U Như xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sang kha giá. Tòa sa thú chư Thanh Tâm. Con xin truy kính lễ Tam Bảo Tam Bảo Phật Bảo Pháp Bảo Tăng Bảo. Xin kính lễ sư Thanh Tâm và toàn thể đạo tràng. Xin trả bài ba cảnh cận tử. Khi nhỏ hả? Cái headset này bây giờ đỡ đỡ chưa
Đó cho Nguyên nghe. Ok, cảm ơn. Asana Ramana, cảnh nghiệp. Kamma Ramana, cảnh nghiệp tướng. Kamma Nimitta Ramana, nhà cảnh tú tướng. Gati Nimitta Ramana, nghiệp sanh lúc cận tử. Số 1, cực trọng nghiệp. Karu Kammana, Karu Kakamma, cận tử nghiệp. Asan Nya Kam, Asan Asan Nakamma, ba nghiệp tướng. Kamma Nimitta, bốn thú tướng. Gati Nimitta, ngũ nghịch đại tội, còn gọi là nghiệp vô gián. Pancha nan tari giá cầm mát, một giết cha. Pitu gà tắc, hai giết mẹ. Matu gà tắc, ba giết a la hán. Arahatta gà tắc, bốn chia rẽ tăng chúng. Sangha về Dana số 5, làm thân Phật chảy máu. Lohituppada, nhà xin nhường mai cho vị kế tiếp. Nhà xin cảm ơn. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con Nguyên Trang. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, dạ chị Nhung cho em xin bài nha chị Nhung. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, sa thú, sa thú. Ba cảnh cận tử. Asana Ramana. Một, cảnh nghiệp. Kamma Ramana. Hai, cảnh nghiệp tướng. Kammani Mitta Brahmana. Ba, cảnh thú tướng. Gati Nimitta Brahmana, nghiệp sanh lúc cận tử. Một, cực trọng nghiệp. Garuka Kammana Kamma, xin lỗi. Dạ con, dạ con đọc lại. Cực trọng nghiệp. Garuka Kamma, hai cận tử nghiệp. Asana Kamma, ba nghiệp tướng. Kamma nim, ủa sao này giống theo vậy, hình như con đọc, hình như đọc lại phải không ta? Kệ đó, dạ đọc luôn. Kamma nimitta, bốn thú tướng. Gat Tí ní mít tá, ngũ nghịch đại tội, còn gọi là nghiệp vô gián. Bành trà, nành, tá rí giá cầm má, một giết cha. Bí tú khà tá, hai giết mẹ. Má tú khà tá, ba giết A-la-hán. Á-ra-hát tá khà tá, bốn chia rẽ tăng đoàn. Sằng khắp về đá ná. Năm, làm thân Phật chảy máu. Lô hi túc bà đáp. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng. Con xin xuống mít. Cảm ơn chị Kim Nhung đã post bài ạ.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin một lần nữa kính lễ sư Thanh Tâm, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. À, dạ, hôm nay đạo tràng đọc cái bài này, mọi người đọc rất là hay. Xin sa thú cả nhà. Nguyên Như xin đi qua một cái chỗ mà quý vị có thể bị skip đó, là cái chỗ mà ní mít tá đó, cái chữ mít nó có hai chữ T nha cả nhà. Thành ra cái chỗ đó mình đọc chậm một chút xíu. Ví là cái chỗ căm ma thì nó cũng là hai chữ M. Thành ra cái chỗ đó là trường âm nhấn. Thành ra quý vị phải nhấn một chút xíu chỗ đó. Nguyên Như xin đọc lại, thí dụ như cái chỗ mà cảnh nghiệp tướng đó, kamma nimitta rammana, kamma nimitta rammana, chứ mình đừng đọc là kamma nimitta nha quý vị, đó là nimitta, mình nhấn cái chữ mít một chút xíu đó, nếu mà cái giọng của mình nó hơi yếu á, thì cái chữ T đó mình có thể tưởng tượng nó là chữ CH. Thì khi mà trong tâm quý vị đọc cái chữ CH, tự nhiên nó gằn giọng một cái và nó nghe nó rõ hơn nha quý vị. Như xin đọc lại là kamma nimitta rammana, thì tự nhiên cái nhấn đó nó sẽ rõ hơn cho mình ha. Sa thú, sa thú, sa thú. Cái này là chư tăng dạy cho Nguyên Như, thành ra Nguyên Như chỉ là cho cả nhà thôi ha. Dạ, bây giờ Nguyên Như sẽ đi qua một cái phần kế tiếp là cái cận tử nghiệp. Hôm bữa thì mình đi, như xin quay lại cái chỗ hôm bữa mình đi qua cái gọi là có bốn loại nghiệp, là bốn loại nghiệp này sanh vào lúc cận tử. Thì bốn loại nghiệp này, thứ nhất gọi là cực trọng nghiệp giá rú cá cầm má, thứ hai là cận tử nghiệp a sanh ná cầm má, thứ ba là nghiệp tướng cầm má ní mít tá, và số bốn là thú tướng giá tí ní mít tá. Thì hôm bữa mình đã qua phần cực trọng nghiệp rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp cái phần thứ hai gọi là cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp thì tiếng Pali gọi là asanna kamma. Asanna kamma là những cái nghiệp nào mà phát sinh lúc mà mình gần tử, gần chết, hay là gọi là gần lâm chung đó, thì cái nghiệp đó gọi là cái nghiệp cận tử asanna kamma. Đó gồm có 12 cái bất thiện nghiệp. Bất thiện nghiệp này hay có sách dùng là ác nghiệp nữa nha quý vị. Và gồm có 8 cái dục giới đại thiện nghiệp. Thì mình ôm lại là trong cái bất thiện thì có 12, và thiện nghiệp thì gồm có 8, 8 cái dục giới đại thiện nghiệp. Mà nghiệp cận tử thì được chia ra làm hai loại tất cả. Loại thứ nhất là bất thiện cận tử, và loại thứ hai thì mình là có thiện nghiệp cận tử. Bất thiện nghiệp cận tử hay còn gọi là ác nghiệp cận tử là tiếng Pali, nó được gọi là akusala asanna kamma. Akusala asanna kamma thì đó là 12 cái bất thiện nghiệp. Và cái thiện nghiệp cận tử tiếng Pali là kusala asanna kamma. Kusala asanna kamma thì đó là 8 cái dục giới đại thiện nghiệp. Nghiệp cận tử mà khi phát sanh lúc gần lâm chung thì lại được chia ra một lần nữa thành hai cái trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất là mình nói về cái sự tưởng nhớ, và trường hợp thứ hai là mình nói về cái nghiệp mà được tạo ra. Thì cái sự tưởng nhớ này nó cũng chia ra làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là tưởng nhớ về cái thiện nghiệp lúc lâm chung. Nguyên Như xin đi sau một chút về cái trường hợp tưởng nhớ. Cái trường hợp tưởng nhớ này tiếng Pali nó gọi là asanne anusaritang asannang. Asanne anusaritang asannang là cái thiện nghiệp nào hoặc là bất thiện nghiệp nào mà cái người bệnh hoặc là người gần chết đó
tưởng nhớ trong cái lúc lâm chung, rồi sau đó không lâu thì người ấy bị mệnh chung. Thì những cái thiện nghiệp và bất cái thiện nghiệp đó đó, nó có một cái cơ hội ưu tiên cho quả trong cái thời kỳ tái sanh. Cái thời kỳ tái sanh tiếp sau này, cái tiếng Pali mình gọi là Patisanthikala, Patisanthikala, tùy theo cái quả của nghiệp ấy. Cũng như xin lặp lại ha, cái thiện nghiệp nào hoặc là cái bất thiện nghiệp nào mà cái người bệnh đó hoặc là cái người gần chết đó tưởng nhớ trong cái lúc mà họ sắp đi đó, sau đó không có lâu thì người ấy chết, thì những cái thiện nghiệp hoặc là bất thiện nghiệp ấy sẽ có cơ hội được ưu tiên và được để mà cho quả trong cái thời kỳ tái sanh. Ở kiếp sau, tiếng Pali là Patisanthikala, tùy theo cái quả của nghiệp ấy. Rồi Quy Như xin đi vào trường hợp thứ nhất, đây là tưởng nhớ đến thiện nghiệp lúc mà người đó lâm chung. Thì một người mà đã từng tạo cái thiện nghiệp nào đó trong kiếp hiện tại mà cũng lâu rồi, người đó không có nhớ nữa, nhưng mà khi đến lúc lâm chung á, thì tự mình, tự nhiên cái mình hồi tưởng được cái những cái phước thiện ấy. À, hoặc là có người thân bên cạnh nhắc nhở để nhớ đến những cái chuyện phước thiện. À, như thí dụ như là có một người từ hồi nhỏ, hồi xưa đó, có một cái lần mà người đó phát tâm làm một cái tượng Phật, một cái tượng Bồ Tát. Lúc cái người đó khoảng 20 tuổi, 25 tuổi thôi, bây giờ 80-90 tuổi, cái thời gian qua lâu quá rồi, không có còn nhớ nữa. Nhưng mà một cái người em gái hoặc là người anh trai, khi mà người đó mất, tự nhiên nhắc lại những cái chuyện thiện đó đó. Ồ, hồi xưa đó, em hay chị làm cái tượng đó, à, lúc đó chị nhớ không làm chung với em, rồi mình không có tiền, mình phải đi làm, mình để dành trong một thời gian mấy tháng đó, rồi mình qua cái chùa cái bên mình cúng như vậy đó, chị có nhớ lúc đó không? Thì cái chuyện lâu rồi, cái người mà sắp đi này không có nhớ nữa, nhưng mà vì em hoặc anh của mình gợi nhớ lại những chuyện hồi xưa, tự nhiên cái sanh một cái tâm hoan hỷ. Thì cái lúc đó đó là những cái chuyện mà người đó làm đó không có dùng bằng cái ý nè, dùng bằng cái tưởng nhớ, và gặp những cái người thân của mình, họ biết được cái tâm như vậy là tốt, họ nhắc lại cái chuyện đó, thì lúc này đó gọi là cái tưởng nhớ đến thiện nghiệp lúc mà người đó lâm chung, ha quý vị. Thì phước thiện ấy gọi là thiện nghiệp được hồi tưởng lại lúc lâm chung. Sau đó khi mà người bệnh đó chết á, thì chính cái thiện nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong cái thời kỳ tái sanh của cái kiếp sống sau, trong cái cõi thiện dục giới nha cả nhà. Tức là những người nào mà trong cái cõi thiện dục giới này thì mới có cái thiện nghiệp này phát sanh để mà cho quả kế tiếp sau, hưởng mọi sự an lạc trong cõi ấy cho đến hết tuổi thọ. Phước thiện ấy gọi là nghiệp được hồi tưởng lại lúc lâm chung. Sau đó người bệnh đó chết rồi thì chính cái thiện nghiệp ấy mới có cơ hội cho quả trong cái thời kỳ tái sanh ở kiếp sau, trong cõi thiện dục giới là cõi người hoặc là cõi trời dục giới, và được hưởng mọi sự an lạc trong cõi ấy cho đến hết tuổi thọ. Cái trường hợp thứ nhì là khi mà mình nói về cái chuyện tưởng nhớ đến cái ác nghiệp lúc lâm chung. Cái bài này nó giống y như cái bài mà sư Đức Minh đã kể cho mình nghe hôm bữa mà sư giảng đâu gì. Có một cái vị tỳ khưu trẻ nè, trong thời Đức Phật Kassapa, một hôm mà vị này đi thuyền trên cái dòng sông Ganga, nước á, nó chảy xiết, thì cái vị tỳ khưu này lấy một cái nắm lá xả, nắm lấy khi mà cái dòng sông nó đi xiết đó, thì vị này nắm nắm lấy lá xả và làm đứt lá xả ở bên bờ sông. Nhưng mà theo cái luật á, thì vị này sẽ bị phạm giới, nhưng mà cái giới này chỉ là giới nhẹ thôi. Sau đó thì vị tỳ khưu này, vì cái thời đó đó rất là ít người tu hành, thành ra cái vị này không có cơ hội mà gặp được một những cái vị tỳ khưu khác để mà sám hối. Cái sám hối này tiếng Pali, vì cái giới này nhẹ nên có cái giới sám hối tên Pali là Apatti.
À, Bách Tý. Về sau thì khi mà vị tỳ khưu trẻ này không còn nhớ đến cái việc làm đức lá xả nữa, mà suốt cái thời gian tu hành rất là lâu, cho tới 20.000 năm sau, trong cái thời kỳ của Đức Phật Kassapa, đến lúc mà vị này mất á, đến lúc lâm chung, thì tự nhiên một cái hình tượng, cái hình ảnh lá xả nó hiện ra trong tâm của vị này. Rồi cái tâm vị tỳ khưu này lúc mà gần mất đó cả nhà, nhớ lại một cái thời kỳ quá khứ xa thiệt là xa, xưa thiệt là xưa, mà mình đã từng đi trên cái chiếc thuyền nhỏ, rồi mình làm đứt cái lá xả, mà lại nhớ lại là lúc đó mình cũng chưa có cái cơ hội mà sám hối Bách Tý. Thì lúc đó vì muốn sám hối lắm, nhưng mà cái vị đó lại không có gặp cái vị tỳ khưu. Nhưng mà khi mà lúc mà vị này cái tâm tử tới đó, cái vị này ăn năn về cái tội lỗi mà tới 20.000 năm trước của mình, và lúc đó tự nhiên cho mình á là cái tâm không được trong sạch vì cái giới mà 20.000 năm trước mình chưa có sám hối đó. Thành ra khi mà vị này tịch đi á, cái ác nghiệp mà cứ nghĩ là mình cái tâm hối hận, cái tâm sân đó nó khởi lên đó cả nhà, thì cái ác nghiệp về cái chuyện xưa xa xưa đó nó cứ cơ hội để mà nó cho quả tái sanh. Tự nhiên cái hình ảnh của cái vị này thấy được cái hình ảnh đứt lá xả, rồi lại nhớ lại cái chuyện mà mình không có cơ hội sám hối, cái lúc cận tử 20.000 năm sau nó hiện ra, mà làm cho cái vị này có một cái quả, có một cái quả là vị này cái ác nghiệp đó xảy ra, nó có cơ hội nó cho quả như vậy. Thì vị này tái sanh là một cái vị Long Vương, mà vị Long Vương này có tên là Arakatthanagarajah. Long Vương này gọi là Long Vương lá xả, cái chữ Arakatthanagarajah là lá xả, có nghĩa tiếng Việt đó là lá xả. Thì từ thời kỳ của Đức Phật Kassapa cho tới thời kỳ của Đức Phật Gotama, là Đức Phật của mình đây đó, thì xuất hiện trên thế gian mà cái con rồng này vẫn chưa có thoát khỏi được cái kiếp Long Vương. Đó là vì con rồng này á, lúc mà là vị tỳ kheo lúc sắp lâm chung đó, thì lại tưởng nhớ tới ác nghiệp của mình của 20.000 năm trước. Thành ra quý vị thấy không, nó rất là khó. Tới cái lúc lâm chung của mình tưởng tượng, mình nghĩ làm sao, mình làm sao, mà đến lúc mà mở cái chuồng ra đó, cái con bò đó lại nhảy ra, là cái con bò nó nhớ lại cái cảnh ác, cái nghiệp ác, quý vị thấy không? Thành ra cái chỗ này thì thiệt đúng là vô thường hay cả nhà. Cái vị tỳ kheo này tu tập liên tục cho tới 20.000 năm, mà đến lúc mà thời kỳ của Đức Phật Kassapa vẫn bị như vậy. Thành ra mình đừng có ý y cả nhà ha. Mình làm thiện nghiệp bao nhiêu mình làm trong kiếp này, nhưng mà đến lúc cuối cùng cái chuyện của 20.000 năm trước nó ra mà mình vẫn bị thành rồng, quý vị thấy không? Rồi cái B là cái trường hợp thứ nhất, có nghĩa là cái thiện nghiệp, ác nghiệp được tạo ra trong lúc lâm chung. Hồi nãy đó là mình nói về cái chuyện tưởng nhớ lại, còn bây giờ mình đi vào cái nghiệp mà được tạo ra ngay cái lúc mà mình gần lâm chung, trong lúc lâm chung là ngay cái điểm cận tử đây. Thì giải thích sâu lên cái chỗ, sâu thêm cái chỗ mà nghiệp được tạo ra đây đó. Tiếng Pali là Asanne Ca Tăng Asanang. Asanne Ca Tăng Asanang. Tức là nghiệp thiện nào hoặc là ác nghiệp nào mà người bệnh hoặc là người sắp lâm chung đó được tạo ra trong lúc lâm chung, thì thiện nghiệp hoặc là ác nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sanh kiếp sau, tùy theo quả của nghiệp ấy. Tức là khi mà mình gần đi đó, mà mình tạo nghiệp ngay cái lúc, ngay cái điểm mà cận tử đó, thì cái ác nghiệp đó hoặc là cái thiện nghiệp đó có cái cơ hội cho quả liền tức thì trong thời kỳ tái sanh kiếp sau, tùy theo cái quả của nghiệp đó là thiện hay là ác. Nguyên Như xin đi vào phần thứ nhất là cái thiện nghiệp mà được tạo trong lúc lâm chung. Thí dụ như trong một cái cuộc đời có một cái vị này làm nhiều cái việc ác, như là có thể
là những cái vị này làm đồ tể hoặc là làm thợ săn hoặc là làm những cái chuyện ác khác. Nhưng mà khi những cái vị này chết đi đó thì có người nhà, người thân hay là bạn bè nhắc nhở, và có thể là có những người mà đưa những cái nhành hoa để mà mình cúng dường tới Đức Phật. Thì khi mà những cái vị này, tuy là trong cái thời gian mà mình còn sống hiện tiền đó mình tác ác, nhưng mà đến lúc cuối cùng được cái thiện duyên nó tới, được bạn bè, người thân, thân nhân nhắc nhở đến chuyện thiện, đưa vài nhành hoa để mà cúng cho Phật, hoặc là nhắc mình phát tâm quy y với Tam Bảo, có thể là được nghe kinh Bali, có được nghe, có thể là những vị này được nghe những cái thời pháp gần cái khi mà mình mất đó, thì những vị này cái tâm sinh hoan hỷ. Nhờ cái tâm thiện, tâm hoan hỷ với thiện pháp này mà những cái vị này lúc chết cũng có thể là được sanh lên thiên đàng. Mình gọi là thiên đàng nguyên như sinh sám hối, gọi là sanh thiên chứ không phải là sanh lên thiên đàng. Nhờ tâm thiện này lúc sắp chết mà vị này được sanh thiên. Nhờ cái những cái tâm hỷ của vị này và những cái quả thiện được sanh ra lúc mà mình sắp đi, thì làm sao có được, cũng nhờ những cái người bạn thiện trí thức, những người bạn đạo, những người thân trong nhà mà nhớ và biết được những chuyện này. Thành ra nếu mà mình hiểu được cái những cái tâm lúc cận tử này thì mình giúp đỡ cho người thân mình rất là nhiều đó cả nhà. Rồi cái phần thứ hai là ác nghiệp được tạo ra lúc lâm chung. Thí dụ ông A đã thù hận cái ông B từ lâu rồi, và một hôm thì hai người gặp nhau, hai người cãi lộn với nhau, và ông A thì giận đánh ông B, nhưng mà ông B lại cầm dao mà đâm ông A một cái, rồi ông A bị thương, rồi ông A chết đi. Sau khi ông A chết đó, thì cái ác nghiệp thù hận có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sanh. Từ khi mà ông A bị ông B lấy dao đâm đó, cái tâm sân nó phát khởi liền đó, giống như cái tâm thù hận, cái tâm nguyền rủa nó xảy ra ngay trước khi mà người đó chảy máu rồi người đó chết đi đó cả nhà. Thì cái sự thù hận đó nó có cơ hội cho quả liền trong cái thời kỳ mà tái sanh trong kiếp sau. Thì ông A này có thể là tái sanh trong những cõi ác như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, có thể là chịu nhiều quả khổ của nghiệp ấy cho đến lúc mãn quả của ác nghiệp đấy luôn. Tức là khi mà mình chết mà mình nổi những cái tâm sân nè, những cái tâm mà thù hận, oán hận, thành ra cái chỗ này rất là quan trọng. Khi mà mình có thể tập thiền, mình có thể tập Vipassana, mình tập mỗi ngày một chút như vậy đó quý vị, nó thành cái sự thường xuyên luyện tập của mình đó. Có chuyện gì xảy ra mình có thể quay trở về rất là lẹ, chứ mình không bao giờ tập cái lúc đó đó, cái tâm oán hận mình nó mạnh dữ lắm, cái lúc đó thì làm sao nó sẽ quyết định được cái ác nghiệp mà mình tạo được lúc lâm chung, quý vị thấy không? Thành ra khi mà cái tâm chánh niệm của mình đó, cái tâm thiện đó đó, nó chỉ là một cái tâm thôi, nó có thể trạng lại tùy theo cái ác nghiệp, tùy theo cái tiện nghiệp. Nhưng mà nếu mà mình thực hành, mình theo cái chánh niệm mình hoài hoài như vậy đó, thì cái cơ hội mà mình làm chủ được cái tâm của mình, quý vị nhớ cái tâm làm chủ tất cả ha, thì mình có cơ hội mà mình sanh thiên. Hồi nãy giờ á, là mình đã đi qua về cái phần thứ hai là cái phần là cận tử nghiệp. Bây giờ mình sẽ nguyên như xin đi qua cái phần thứ ba là nghiệp tướng Kammanimitta, hay còn gọi là cảnh điềm nghiệp. Nghiệp tướng hay còn gọi là cảnh điềm nghiệp. Đây là những cái hình ảnh vụn vặt thôi, nó mang cái tính cách tượng trưng cho các thiện nghiệp hay là ác nghiệp mà đương sự đã từng làm trong đời quá khứ. Thì có thể là mình là một cái vị tỳ phu, thì mình thấy được những cái nhánh cây khô, rồi mình thấy cái gánh, mình thấy cái đồ quải mà mình vác đi ở mỗi ngày khi mình làm việc. Mà mình là cô giáo thì mình thấy những cái hình ảnh rời rạc, nhưng là mình thấy cái bảng đen nè, mình thấy phấn trắng nè, mình thấy tập vở nè, mình thấy cái bục giảng nè. Rồi khi
mà mình là một nhà sư trong cái thời mà mình còn sống, thì khi chết, khi mà mình lúc cận tử đó, mình sẽ thấy được chiếc áo cà sa nè, mình sẽ thấy được cái chuông nè, mình sẽ thấy tượng Phật nè, mình sẽ thấy những cái hào quang trong cái tượng mà ở phía sau, mình sẽ nhớ lại cái hào quang của Phật, rồi mình thấy cái bàn Phật gì đó, thì nó rất là xa thú, phải không quý vị? Thành ra khi mà những cái hình ảnh nào mà mình quân tập lâu dài đó, thì mình sẽ có thể có cái gen, có cái khả năng nó trở thành cái nghiệp tướng, hoặc là nó trở thành cảnh niềm nghiệp của mình. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà quý vị ngồi coi phim nhiều quá đó, nhiều người thì mình cứ nói là ồ, tại sao mà sư thầy lại không có cho con coi phim, con đâu có làm gì hại ai đâu, con chỉ ngồi con coi thôi mà. Thành ra quý vị thấy cái chỗ này nó quan trọng lắm. Nếu mà mình có những cảnh giết chóc, tuy là mình không có giết đâu, mà cái cảnh sắc đó đó, cảnh giết nè, cảnh cầm dao nè, cảnh rượt chạy nè, cảnh chiến tranh nè, máu lửa nè, rồi cảnh ăn cắp ăn trộm, mình mà coi nhiều quá, mình thích coi ngày coi đêm đó, thì sao? Những cái cảnh đó nó tràn lại trong tâm của mình, đúng không quý vị? Có những khi là mình thấy hai cái người trong phim họ chửi nhau, hoặc là mẹ chồng rồi ăn hiếp nàng dâu, mình nổi sân theo, rồi mình khóc theo. Nhiều vị là đem hết cái hộp này tới hộp kia của tissue giấy ra mà chùi, rồi xong rồi là bị bệnh luôn, bị bệnh cả tuần. Hỏi sao? Chị ơi, tụi em coi phim Tàu nhiều quá, em khóc nhiều quá, bây giờ em sổ mũi nhức đầu, con mắt nó sưng luôn. Mà nhiều khi khóc quá đó, nó cái lỗ mũi nó sưng lên luôn, không thở được, quý vị thấy không? Mà mình không có nghĩ là mình đang coi những cái phim giống như là Súng Vắng này, những câu cái đó đó, là mình đã vô tình là mình tạo được cái mình có cơ hội để làm cho cái tâm bất thiện nó tạo lên mà mình không biết đâu. Rồi sao? Đến khi mà tâm mình yếu, cái lúc mà cận tử nó yếu đó, tự nhiên mình hiện ra, mình không phải hiện ra, mà cái tâm mình á, nó hiện ra cái cảnh, những cái cảnh xấu, cảnh ác, cảnh này cảnh kia, thì quý vị nghĩ sao? Nó rất là nguy hiểm. Thành ra nếu mà mình càng học sâu đó, mình thấy là Đức Phật cho mình lúc mà cái giới Bát Quan đó không được có cái ca nhạc nè, không được. Tại sao mà quý vị thấy những cái giới mà mình thấy bình thường nó không có cái gì hết, mà tại sao là ngày cấm? Thì mình càng học sâu vô, rồi mình càng học thiền, rồi mình càng quán cái tâm mình á, thì mình mới biết là Đức Phật dặn mình á, cái gì nó cũng có nguyên nhân, không có nguyên nhân gần thì có nguyên nhân sâu xa, phải không quý vị? Chứ không có phải tự nhiên rồi ngày thấy mình vui chơi quá, rồi ngày không thích, rồi cái ngày bắt mình giữ giới, không có phải như vậy đâu. Mỗi cái giới nếu mà mình tìm hiểu sâu xa, nó đều có một câu chuyện và có một cái nguyên nhân của nó hết. Thành ra thấy mình càng học mình thấy càng hay, phải không quý vị? Rồi cái thứ hai là những cái hình ảnh, những âm thanh và hay là những cái mùi, những cái mà là cặp từng nắm bắt trước đó trong khi tạo nghiệp, mà cái nghiệp đó sẽ cho ra cái quả. Thí dụ như có những cái vị như nghe rất là lạ, một cái đời mình á là đi tu lâu lắm rồi. Hình như cái câu chuyện này á, là sư Thanh Tâm kể đó. Như có nhớ sư kể cũng vài lần, thì có một cái vị sư cô đó thì quen một cái anh, khi mà đến cận tử đó thì nhớ hình ảnh của cái người mà mình thương từ khi trước khi xuất gia lận, thì sư bà rất là buồn và cho người đi kiếm cái anh đó. Thì cái chuyện nó xảy ra cũng có tình tiết nhiều lắm, nhưng mà trong giới hạn của cái bài học của mình đây á, thì mình xuất gia nguyên cả một đời rồi đó cả nhà. Mình tu hành, mình tụng kinh, mình làm đủ thứ nghiệp thiện cả lên đến sư bà luôn. Mà đến khi mất á, cái hình ảnh từ hồi mấy chục năm trước, lúc mình còn trẻ, mình thương một cái anh đó đó, nó tràn lại, nó rất là mạnh, làm cho sư bà giống như là phải kêu người mà kiếm ra được cái anh đó để mà quay trở lại, để mà nói chuyện hay cái gì đó. Thì những cái cảnh mà mình có trong kiếp, trong cái thời của mình sống đó, nó rất là quan trọng. Thành ra những cái chuyện mình làm đó quý vị, mình tưởng là nó không có gì, một thời gian nó lùi vào quá khứ rồi mình nghĩ là mình quên, nhưng mà không có phải đâu nha quý vị. Nó là một cuốn phim,
nó chỉ không có cơ hội để nó phát ra thôi. Thành ra một lần nữa, nếu mà mình có cái chánh niệm liên tục thì nó sẽ bảo đảm cho những cái chuyện xấu, chuyện không có vui, chuyện buồn, chuyện bất thiện có ít cái cơ hội xảy ra hơn. Và khi mà trong ngày của mình làm được nhiều chuyện thiện, là tức là mình có nhiều cái hộp đậu trắng đó, thì ít cái chuyện thiện nó lẫn vô, thành ra nó cũng có cái cơ hội nhiều hơn để mà khi mà cái lúc cận tử của mình á, mình được sanh về cái cõi lành, cõi hiền nhiều hơn hay cả nhà. Rồi tiếp tục, hay là cảnh của những nghiệp thiện hay là bất thiện hiện ra lúc lâm chung, như là người mà giết thú nhiều quá thì thấy những con thú đó đến đòi mạng hoặc là cắn rứt. Còn cảnh điềm nghiệp tốt, như là người lúc nào cũng thường tạo phúc đức, khi gần chết thì thấy có người lại đem đồ tặng, đem cho, rồi có người là có thấy chư thiên, có nhiều người thì thấy nhạc trời, rất là những cảnh rất là hạnh phúc. Thành ra tùy cái cảnh của nghiệp thiện hay là bất thiện hiện ra. Cái chỗ này có một cái điểm mà mình phải chú ý nữa, là nếu mà do nghiệp của thời quá khứ tạo nên thì nghiệp tướng sẽ xuất hiện qua ý môn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà trong cái thời quá khứ, cái thời lâu của mình mà mình tạo cái nghiệp này, thì mình sẽ tưởng nhớ lại cái nghiệp này. Nếu mà cái nghiệp này do mình tạo theo cái thời hiện tại đó, thì nghiệp tướng này có thể xuất hiện qua cả sáu môn. Có nghĩa là những cái chuyện mà mình làm, thí dụ như là mình giết heo, giết bò mỗi ngày, mình giết nó trong cái thời gian mà mình sống đó, thì có thể là khi mình mất đó, mình có thể thấy cái cảnh đầu rơi của cái con heo khi mà mình cắt xuống. Có thể là mình thấy tiếng hét của nó khi mà mình giết cái con heo, con bò đó. Có thể là mình thấy những cái cảnh máu me, những cái cảnh chậu máu, những cái con dao, những cái cảnh rất là khủng khiếp khi mà mình chết đó, thì nó xuất hiện qua cả sáu môn luôn. Và khi mà nếu mà nghiệp này liên quan đến cảnh sắc, tức là nghiệp này có liên quan là mình nhìn thấy một cái gì kinh khủng lúc mà mình sắp chết á, thì mình sẽ thấy cái cảnh đó hiện trạng lại, nó y chang như cái lúc đó. Tức là làm sao mỗi ngày mà mình nhìn thấy máu me, mình nhìn thấy tận mắt mình giết được con heo, con bò đó đó, thì cái cảnh đó nó sẽ đập vào và nó ghi nhận ở trong cái tâm mình, nó sẽ trạng lại lúc mà mình chết. Rồi những cái mình nghe những cái tiếng của những cái con bò, con heo đó, nó hét lên như vậy đó, thì cái đó là cảnh thân. Thì cái nghiệp tướng sẽ hiện qua là qua nhĩ môn, tức là lúc đó tự nhiên cái tai của mình sẽ nghe được những tiếng gào thét, những tiếng mà kêu rất là ai oán của những cái con thú mà nó bị mình giết hồi xưa đó cả nhà. Thì tự nhiên cái tai mình nó nghe y như thiệt vậy đó, nghe tiếng văng vẳng, tức là cái nghiệp mà liên quan tới cảnh thân, thì nghiệp tướng đó sẽ hiện qua cái phần nhĩ môn. Bây giờ mình học được cái chỗ này rồi đó, thì quý vị sẽ không có nghi ngờ là cái đó là cái nghiệp tướng của mình nữa. Từ hồi xưa đó, nếu mà mình không có học thì mình sẽ nói chắc cái người này á là bị cái gì ở ngoài, hoặc là những con đó nó hiện tới những cái âm hồn chung quanh rồi nó bu tới, nó làm tới. Mà khi mà mình học ở đây á, thì thiệt ra cái đó là trong cái tâm, và cái nghiệp tướng nó sẽ hiện qua đến cho mình. Chứ ở trong đây Nguyên Như đâu có thấy cái phần nào mà nói là những cái con thú đó nó thành cái quan hồn, rồi nó quay trở lại, nó đi lợi, rồi nó cho mình coi những cái hình ảnh của nó đâu. Mà đây chính là cái nghiệp tướng mà nó hiện qua cái nhãn môn, cái nhĩ môn, rồi qua sáu môn của mình đây. Cả nhà thấy không? Rồi, dạ Nguyên Như xin đi qua cái phần thứ tư đây, là cái phần thú tướng. Tiếng Bali là Gá Tí Ní Mít Tá, hay còn gọi một cái tên nữa là cảnh điềm sanh. Thú tướng hay còn gọi là cảnh điềm sanh. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái hình ảnh tiêu biểu cho cái cảnh giới mà mình sắp đi về đó, mà chỉ có trong trường hợp của các cõi dục giới thôi nha quý vị.
những cõi mà sắc giới, vô sắc giới thì không có. Tức là những cảnh mà nó sẽ hiện ra cho mình thấy trước là cái những cảnh mà mình đi tới trong những cái cõi dục giới mà mình sắp đầu à, mình sắp đi tới đó, là tái tục đó, thì mình sẽ thấy được là cảnh giới khởi lên trong lúc cận tử, là cảnh người hay là cảnh vật liên quan nơi kế tiếp mà vị ấy tái tục, như là cảnh bào thai của mẹ nè, cảnh nhà nè, cảnh thiên cung, hay cũng có thể là những cảnh xấu như là cảnh địa ngục, cảnh ngạ quỷ, hay là cảnh những cái vật dụng, hoặc là cảnh của những người mà vị ấy sẽ gặp ở nơi mà vị ấy sẽ được tái tục. Hay là những cảnh tiêu biểu tượng trưng cho những chỗ sẽ tái tục, như là khi mà mình sắp hóa sanh về cõi thiên đàng thì mình thấy được những cung điện hoặc là cảnh thiên đàng vân vân, hoặc là mình có thể thấy được những cái làn sáng, đó chính là biểu hiện mà mình sanh được làm người. Hoặc nếu mà mình thấy được những cái đường mà tâm tối ẩm thấp thì mình có thể giống như xin sám hối, hoặc là mình thấy những cái đường tâm tối thì mình sẽ có thể là sanh làm thú, hoặc là mình thấy những ngọn lửa hoặc lạnh hoặc là nóng, tự gì ở địa ngục là có thể là địa ngục băng, băng có thể là những cái địa ngục rất là nóng, chứ không phải là địa ngục là chỉ nóng không nha quý vị, có những địa ngục là địa ngục băng giá nữa, nó rất là lạnh khủng khiếp luôn. Thì là sẽ có là, tức là những cái extreme đó, những cái quá lạnh hoặc là quá nóng, thì là điềm cho biết là mình sẽ sanh vào trong cõi địa ngục, rất là sợ ha quý vị. Nên được nhấn mạnh rằng một trong những điềm trên chắc chắn tự nó sẽ hiện diện đến tiến trình động lực của người đàn tử. Cái chỗ này nè, mình phải nhấn mạnh lại, tức là khi mà cái tâm tử nó bắt cùng cảnh mà tâm tái tục và tâm hữu phần đã bắt của kiếp sống hiện tại, rồi mà cảnh của tiến trình động lực cuối của kiếp sống hiện tại sẽ là cảnh của tâm tái tục, tâm hữu phần và tâm tử của kiếp sống kế tiếp. Cái chỗ này chắc một hồi Nguyễn Như sẽ mời sư huynh lên ôm lại một lần nữa. Bây giờ Nguyễn Như sẽ ôm lại. Mà cái chỗ này đó, nhiều người mình cứ lộn tới lộn lui lắm nha cả nhà. Tức là khi mà mình sanh vào cái bào thai của người mẹ, thí dụ đi trong cái kiếp sống mình này, kiếp người của mình đây đi, hồi khi mà mình có tâm tái tục đó, thì cái tâm tái tục và cái tâm hữu phần và cái tâm tử của mình á, trong cái kiếp sống mình sẽ là một cái tâm. Nhưng mà khi mà mình chết của cái kiếp sống này đó, khi mà mình có cái tâm tái tục mới á, thì tâm tái tục đó không phải là tâm tử của mình nữa, mà tâm tái tục đó là một cái tâm khác của cái kiếp sống mới ha cả nhà. Tức là ba cái tâm đó của cái tâm kiếp của mình đây đó là tâm tái tục, tâm hữu phần, tâm tử là một tâm. Nhưng mà khi mình chết rồi đó, cái tâm tử đó dừng lại và mình sẽ có một cái tâm tái tục mới cho một cái kiếp sống mới. Rồi cái kiếp sống mới mình á, thì cái tâm tái tục đó và cái tâm hộ kiếp và cái tâm tử nó sẽ lại cùng một tâm nữa. Tức là một cái kiếp của mình nó sẽ có ba cái tâm giống nhau. Từng cái khúc khác, cái kiếp khác mình sẽ có ba cái tâm giống nhau. Nó làm một cái nhiệm vụ giống như một cái nguyên, một cái đường dây. Nó nối từ lúc mình sanh ra tới lúc mình chết đi là sẽ có ba tâm đó làm việc. Và ba tâm đó chính là một tâm thôi, mà nó có ba cái tên khác nhau. Thành ra cả nhà đừng có lộn chỗ đó ha. Nhưng có một cái là hồi nãy giờ Nguyên Như đang nói về cái tâm. Nhưng mà về cái cảnh á, thì cái tâm mình chết đi và cái tâm mình tái tục lại á, là nó cùng một cái cảnh. Tức là cái cảnh này nó giống như là một cái cầu nối giữa cái tâm chết và cái tâm tái tục. Cả nhà nhớ vậy ha. Nó giống như khi mà mình giống như là một cái tâm mà mình khi mà mình gần sắp mất á, thì mình thấy một cái cảnh giống như một chậu máu đi, thì cái tâm mình tử đó, mình thấy cái chậu máu đó, xong lúc đó cái tâm tử nó diệt đi thì nó chết, là mình hơi kết thúc cái tấm đó. Nhưng mà cái tâm tái tục đó
nó lúc tự vì tâm á, lúc nào nó cũng phải có cảnh để mà nó nương, thành ra cái tâm tái tục đó nó sẽ gá vào cái cảnh chậu máu mà mình thấy đó đó, nó sẽ là một cái tâm tái tục cho mình để mà mình sanh một cái kiếp sống mới. Thành ra chỗ này có nhiều người hay bị lộn hay cả nhà, tâm tái tục và tâm tử nó không có giống nhau, nhưng mà nó sẽ dùng cùng một cái cảnh đó, cái chỗ đó như nói tới nói lui chỗ đó đó, cho cả nhà rõ lên một chút xíu ha. Thành ra Nguyên Như xin đọc lại chỗ này nè. Nên được nhấn mạnh rằng một trong những điềm trên sẽ chắc chắn tự nó hiện diện đến tiến trình động lực của người đang tử. Tâm tử sẽ bắt cùng cái cảnh mà tâm tái tục và tâm hữu phần đã bắt của cái kiếp sống hiện tại. Mà cảnh của tiến trình động lực cuối của kiếp sống hiện tại sẽ là cảnh của tâm tái tục, hữu phần và tử của kiếp sống kế tiếp. Những cảnh hiện ra lúc mà sắp chết nó sẽ diệt đồng với tâm tử, còn cái tâm tái tục này nó sẽ nương theo những cái cảnh ấy mà nó trạng lại, và nó chỉ bắt được những cái tinh hoa, những cái bản chất của cái cảnh đó mà thôi. Và sau đây sẽ có một cái bài thơ 4 câu mà nói để mình tóm gọn cái chỗ mà cái tâm tử này nè và tâm tái tục này á, là tái tục hữu phần xả thân, ba tâm một thứ mỗi lần in nhau, vẫn đồng làm việc chung trào, cảnh thời giống cảnh trước sau cũng là. Bây giờ là 10:13 rồi, Nguyên Như xin dừng lại chỗ đây. Những điều cần biết á, lần sau mình có 15 cái điều luận nó cũng hay, thành ra Nguyên Như xin để từ từ. Bây giờ mình để cho nhóm mình ôn lại về cái từ vì cái bài nó cũng hay, thành ra mình ôn với nhau thì mình dễ nhớ hơn hay cả nhà. Nguyên Như xin lặp lại là cái nghiệp sanh lúc cận tử mình thì có 4 loại nghiệp. Thứ nhất là cực trọng nghiệp, thứ hai là cận tử nghiệp, thứ ba là nghiệp tướng và thứ tư là thú tướng. Và phần cuối cùng á, nhấn mạnh lại cái chỗ mà khi mà mình tục sanh bằng cái tâm nào thì mình sẽ tử bằng cái tâm đó. Tục sanh, hậu kiếp và tử, ba cái đó chính là một cái tâm mà nó có ba cái tên khác nhau. Khi mà mình tử thì mình sẽ bắt được một cái cảnh, lúc mà cận tử thì cái cảnh của đó sẽ nó là một cái cầu nối để mà cái tâm tái tục của cái kiếp sau nó cũng bắt cùng một cái cảnh của cái tâm tử của mình, mà nó sẽ thành một cái kiếp sống mới. Rồi cái tâm mà tái tục đó đó, nó sẽ lại có cái tâm hậu kiếp và cái tâm tử nó cùng một cái tâm, để nó là một cái diễn biến liên tục cho một cái kiếp sống mới của mình. Dạ, Nguyên Như xin kết thúc cái bài học ở đây. Và bây giờ Nguyên Như xin kính mời đạo tràng. Nếu mà hồi nãy giờ Nguyên Như có chỗ nào Nguyên Như giảng sai, xin mời chư vị có thể sửa lại, còn nóng hổi ngay trên lớp của mình cùng ghi nhận và mình cùng có thể cải chánh tri kiến cùng với nhau. Có những gì mà Nguyên Như xin nói sai sót, xin cả nhà hoan hỷ, mình cũng là cùng học với nhau đây thôi. Dạ, Nguyên Như xin dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Nguyên Như xin mời Quynh Lý nè, Nguyên Như xin mời chị Kim Nhung, Nguyên Như xin mời Tịnh Tâm, xin mời An Nhiên, xin mời anh Giang Nhất Hạ. Hôm nay sao Nguyên Như không thấy anh Thính Pháp vô, hồi nãy anh nhắn ảnh mắt lái xe. Ồ, anh Thính Pháp vô là hả? Không có hình em không thấy. Dạ, xin mời anh, xin mời mọi người nha, sa thú lành thay. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Kính chào đạo tràng. Dạ, trước hết cảm ơn Minh Như. Dạ, có bài pháp ôn bài rất là lý thú ạ. Nó tuy là nó nhỏ nhỏ như vậy thôi, nhưng mà nếu mà không có những cái trao đổi như vậy thì mình cũng sẽ quên mất, mình học nhưng mình quên mất.
Nhưng mà có cái điều mà Nguyên Như vừa mới nói đó thì mình thấy nó cũng chưa rõ lắm. Tức là cái giờ phút cận tử có một cái cảnh, có cảnh nào đó, cảnh bất thiện hay cảnh thiện đó, thì cái tâm tục sinh nó sẽ bắt cái cảnh đó làm đối tượng. Thì như vậy là cái tâm hộ kiếp của đời sống mới cũng bắt cái cảnh đó luôn. Thì như vậy cái tâm hộ kiếp này với cái cảnh đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chúng sanh đó ở cái kiếp sống mới như thế nào? Tức là khi mà không có cảnh đến hoặc khi ngủ, tức là khi không có khi mà dòng hộ kiếp nó liên tục nó nối nối với nhau thì cái cảnh đó nó có hiện ra hay không, hay là chờ khi nào có cảnh đến thì nó bắt cảnh mới, còn khi mà hộ kiếp là nó vẫn bắt cái cảnh cũ thì nó ảnh hưởng đến đời sống của một chúng sanh đó như thế nào, mình chưa hiểu phần này. Xin Nguyên Như và đạo tràng giải thích lúc ạ. Dạ xin xuống mic. Em xin trả lời cái mà em hiểu ở chỗ này thôi nha chị. Để đạo tràng có thể coi các em trả lời có đúng hay không. Theo mà Nguyên Như hiểu đó, thì khi mà cái tâm này giống như chị nói là nó sẽ bắt cái cảnh của cái tâm tử đó, thành nó sẽ bắt nhưng mà không có phải giống hệt những cái cảnh đó, mà cái câu cuối cùng trong bài đó là cái tâm tái tục này nương theo những cảnh ấy mà trạng lại chỉ bắt cái tinh hoa, cái bản chất của cảnh ấy mà thôi. Có nghĩa là khi mà tâm tái tục mình đó là một cái tâm hỷ thì cũng có cái tâm tái tục đó sanh là cái người đó vui vẻ, thì cái người đó cả đời của họ có cái chuyện gì họ cũng là một cái người vui vẻ hết. Hoặc là một cái người mà có cái tâm sân, lúc mà cái mình tái tục là một cái tâm sân hoặc là tâm nhị nhân hoặc là tam nhân gì đó, thì cùng một cái kiếp sống đó là nó như vậy, nhưng mà không phải là cái cảnh đó nó giống hệt y chang như là cái cảnh tử, mà ở đây nói là chỉ có bắt những cái tinh hoa, những cái bản chất của cảnh ấy mà thôi. Và theo cái bài á thì mình thấy là cái cảnh nó sẽ giống nhau, thành ra cái tâm đó nó sẽ đi một cái dàn, tức là tâm tục sinh rồi tâm hộ kiếp rồi tâm tử, nó cũng thành ra cái bài nó gọi là cảnh thời giống cảnh trước sau cũng là. Quỳnh Như không biết là Quỳnh Như trả lời như vậy có rõ chưa, Quỳnh Như xin mời Quỳnh Lý nha. Xin mời anh ạ. Nam mô Bụt Đà, Nam mô Đà Ma, Nam mô Sang Kha. Con xin trí kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Bảo và Tăng Bảo. Xin kính lễ sư thanh tâm và toàn thể đạo tràng. Dạ. Con Nguyên Như cổ chị Nguyên chị chữ thuyết cái bài này rất là hay. Tới lúc này thì này cái tâm mà như mấy bài mình cũng có học và kỳ trước cũng có học cái phân sinh của các cái tâm quả đó, cái tâm quả mà nó làm cái chức năng cho tâm tục sinh, tâm hộ kiếp và tâm tử. Thì hộ kiếp thì chúng ta ở đây không nói, nhưng mà khi đến tử đó, cái tâm quả đó nó sẽ là chức năng của môn, nó là cửa để nó mở ra từ cái kiếp hiện tại, nó mở ra cho cái kiếp vị lai. Thì cái tâm động, cái động lực tâm cuối cùng của cái sát na tử đó, nó nằm ở trong động lực nào và nó có tính chất nào, thì chính bản thân nó sẽ là nó khai mở, nó tạo cái động lực cuối cùng đó, nó tạo ra cái cảnh cho cái cảnh cho cái kiếp tục sinh tiếp theo, thiện hay bất thiện thì chúng ta ở đây tùy theo, không có nói tới. Nhưng mà nó suy mà nó thành quả đó, nó là tâm, nó trở thành tâm quả của, và nó có chức năng của cái tâm gọi là tâm tái tục, tâm tục sinh của tiếp theo đó, nó cũng sẽ là tâm quả. Thì ở đây á, cái động lực mà thiện hay bất thiện, mình nói một cái tổng quát đi, thiện á, thì cái năng lực
cái năng lực của cái tâm khi nó đẩy tới, nó qua cái kiếp tiếp theo đó, thì nó sẽ tìm cái cảnh thiện, tại tâm và cảnh là hai cái pháp mà nó cảnh cảnh là nhân chúng ta tạo ra tâm, và cái tâm nó đi tìm cảnh, nó là hai cái pháp nó quyện, nó tương sinh đó. Nhớ cái điều tâm và cảnh, cảnh và tâm, cái tâm nó đang vui thì cái cảnh nó cũng vui theo, mà cái cảnh nó vui thì nó tạo cho cái tâm nó vui, hoặc ngược lại. Thì ở đây cảnh bất tâm bất thiện nó sẽ tìm cảnh bất thiện, hoặc là cảnh bất thiện nó sẽ tạo cho cái tâm bất thiện, giống như nãy Nguyên Như đã trình bày những cái ví dụ. Những cái người mà thù oán lẫn nhau, hoặc là những cái người mà khi mà tự tử lúc chết nhớ lại những cái việc thiện mình đã làm, thì ngay cái lúc đó cái động lực tâm đó, cái động lực tâm nó lấy ví dụ trường hợp của thiện đi, nó nương vào cái tâm quả mà làm chức năng môn, là cổng của cái kiếp hiện tại này nè, và nó cái động lực đó nó thiện, nó tìm qua cái cảnh thiện của cái kiếp tiếp theo, và nó tạo thành cái tâm tục sinh của cái kiếp tiếp theo, là nó trở thành tâm quả kiếp tiếp theo đó, nó mở cánh cửa của cái kiếp mà nó có cái trạng thái, cái tính chất phù hợp với cái tâm này nó tìm tới. Thì nó đang thiện thì nó sẽ tìm cái thiện thú, và nó mở một cánh cửa khác tiếp theo, và cái động lực này đó là cái động lực cuối cùng này, nó mở cánh cửa của cái kiếp đó, đó của cái cảnh của kiếp đó, có thể là cảnh trời, cảnh người, hoặc là những cái vị họ đắc thiền, họ từ sơ thiền cho tới tứ thiền, thì họ sẽ đáo đại được những cái cảnh của trời sắc giới, hoặc trời sắc vô sắc giới. Ủa, Nguyên Trang không nghe được hả? Sorry, đang nói nãy giờ mà không ai nghe hả? Xin cả lớp cho tín hiệu. Nghe rồi. Dạ, sao đúng. Thì ở đây nhớ một điều rằng hữu kiếp và tục sinh nó là một cái loại tâm. Thì đang sống ở trong một cái kiếp này, lấy ví dụ như ta đang sống ở khỏi kiếp người như vậy đi, khi tục sinh đến với đây để làm người thì bằng cái tâm gọi là tâm tục sinh đó, thì cái tâm đó nó giữ gìn cái mạng sống trong kiếp người này, thì nó có cái chức năng hộ kiếp, và cũng cái tâm đó nó mở cánh cửa cuối cùng để mà cái chúng ta khi mà lìa bỏ cái kiếp này, cái cõi này, cái cảnh này đó, thì cũng chính bằng cái cửa đó. Thì kỳ vừa rồi có lấy cái ví dụ về một cái chuyện, mà lấy ví dụ như là Nguyên Như là chuẩn bị đi uống tóc, cắt tóc, hoặc là đi trang điểm để mà chuẩn bị đi đám cưới đó, thì bước vào cái tiệm hớt tóc, uống tóc, gội sấy đó, thì mở cái cửa vào cái tiệm bằng cái cửa nào thì ra khỏi cái tiệm đó bằng cái cửa đó. Nhưng mà cái việc làm ở trong cái tiệm đó là cái tiệm uống sấy gọi bới mà để có cái mục đích mà đi đám cưới đó, thì khi ra khỏi cái tiệm đó thì cái nơi mà tiếp theo mà như tới sẽ là cái nhà mà tổ chức cái đám cưới đó. Cái đó là cái tâm mà cho cái việc làm này của trong cái tiệm đó, nó tìm tới cái cảnh đó, thì nó sẽ mở ra cánh cửa tiếp theo là cánh cửa của nhà hàng. Chúng đây ta ở đây là không có, đó là ví dụ thôi chứ đừng có mà đi sâu vô cái chuyện mở cửa kính xe hơi rồi bước ra vô cái đó mình không nói. Nhưng cái mục đích ở đây, cho nên là đến với cái cuộc đời này bằng cái cuộc đời con người của kiếp người này là bằng tâm thiện. Chúng ta có cái tâm quả là thiện, và nó mở ra cánh cửa là tâm tục sinh cho kiếp người. Đó là thiện. Nhưng mà khi trong đời sống của một con người như này, chúng ta tạo rất nhiều nghiệp. Lấy ví dụ, tức là nó bằng cái ví dụ là vào cái tiệm đó là uống tóc sấy gội chải bới đó. Tức là từ cái gương mặt mà tóc dài, tóc thề dài thòn lòn, mà tới khi mà xong rồi đó, thì lúc đó là cái môi thì nó tái, mà bây giờ nó thành đỏ máu chẳng hạn, rồi má thì nó màu xanh, bây giờ nó chuyển qua màu hồng, mắt thì hồi giờ nào giờ hai mí chép trên nó thành còn một mí, cái lỗ mũi thì cao, bây giờ nó thành xẹp chẳng hạn, như tóc thì hồi xưa nó ngắn, bây giờ nó thành dài rồi nó quăng chẳng hạn, nó đổi cái nghiệp đi, đổi cái nghiệp qua cái hành động thân lợi ý đó, và những cái việc làm trong suốt cuộc đời đó. Thì trong suốt cuộc đời đó tới chừng cuối đó, nó giống như là cái con vò, những con vò nào mà đứng gần cửa nó sẽ tuôn ra trước, hoặc là những con vò mà không tuôn, nó có những cái lộ trình mà tâm cận tử, mà nếu mà nó không đi, không có đi theo những cái cảnh đó, thì nó có những cái nghiệp thuộc lại là nghiệp tích lũy nghiệp, hoặc là những thường nghiệp quen chẳng hạn, nó có nhiều cái loại lắm, để mà nó mở cái, nó làm cái động lực, nó làm cái năng lực chạy tới. Chúng ta suy nghĩ như là một chiếc xe mà dù chứ thắng lại,
nó cũng phải chạy tới một chút xíu nữa, nó còn cái năng lực của nó. Mà cái năng lực của nó đó, nó đi về hướng nào, nó có cái hướng nào đó, thì cái năng lực đó nó sẽ mở ra cánh cổng cho cái nghiệp tiếp, cho cái cảnh của cái kiếp tiếp theo. Đó, cho nên là cái năng lực của cái động lực cuối cùng sanh ra tử đó đó, nó có năng lực của nó và nó mở ra cảnh tiếp theo, thì nó tạo thành cái quả cho cái kiếp tiếp theo, nó trở thành tâm quả. Thì vào trong đó rồi bắt đầu ngoe 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 rồi đó, rồi tới chừng lượt lớn lên đó. Mà tất cả những cái mà cô Nhung có nhớ cái lúc bài học với thầy thầy Kinh đó, thầy nói là ngay cái sát na đầu tiên ba cái nhóm sắc mà được tạo thành đó là nó được thúc đẩy bằng nghiệp. Mà nghiệp là gì? Đó là cái mãnh lực của, từ thân, từ lời, từ ý. Còn quan trọng nhất là cái ý, ý là tại vì cái tâm nó tạo cảnh đó. Cho nên là nhớ cái cổng nào vào thì ra bằng cổng đó, nhưng mà cái cổng tiếp theo không chắc chắn là giống như cái cổng mà mình mới ra, và cái cổng tiếp theo đó được quyết định bởi cái những cái nghiệp đã được tạo ra từ trong cái kiếp trước đó, thiện hay bất thiện, thì cái cảnh tiếp theo nó sẽ là thiện hay bất thiện tương xứng như vậy. Và nó có nhiều cái kiểu mà cái nghiệp lực cuối cùng nó ảnh hưởng tới cái cảnh của cái cõi tiếp theo là như vậy. Thì mở ra cánh cửa môn, chức năng của môn, chúng ta nhớ học nhớ trong cái bài học mà gọi là 13 sự thầy Kiên giảng đó. Trở lại cái bài đó mình xem, thì cánh cửa của cái kiếp tiếp theo là cái gì, nó được quyết định bằng cái động lực của cái tâm cận tử này, nhưng mà vào trong đó rồi làm gì thì nữa, thì cái chuyện đó là nó sẽ quyết định cho cái kế tiếp đó nữa. Dạ, xin cố gắng trình bày nó một cách khó hiểu như vậy để cả nhà có gì hỏi trở ngược lại cho Nguyên Như. Chứ ở đây nếu mà có cái bảng chúng ta vẽ ra thành ba thời đó, ba thời ba tác động, nó rất là dễ hiểu. Cứ nhớ một điều rằng là mình vào cái nhà nào rồi thì mình phải đi ra từ cái nhà đó, rồi từ cái nhà đó mà đi tới cái nhà nào khác. Ở đây nhà là ngũ ý, là một cái kiếp của một người, kiếp địa ngục, kiếp ngạ quỷ, là tu la súc sanh, hay là trời hay là cái gì đó, thì tùy theo cái mục đích và cái hành động ta đã được tạo ra trong cái kiếp đó. Nó cái mục đích cách đơn giản là như vậy. Thì cánh cửa nào cho vào thì sống ở trong nhà đó là cũng như sống ở trong cái khuôn gian của những cánh cửa đó, và đi ra cũng là từ cánh cửa của cái căn nhà đó. Phải vào cửa nào phải ra cửa đó trước đã, rồi muốn muốn vào cái chỗ khác thì phải vào cánh cửa của cái chỗ đó. Nó rất là dễ hiểu như vậy, mà giảng cho nó thật khó hiểu, để mà chứ không thôi rồi dễ hiểu rồi mất công mà mất như vì hết job. Dạ, xin nhường mic lại cho cả nhà có ai có câu hỏi nào thắc mắc nữa thì xin cứ việc anh Tấn Pháp anh mic xem. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, cái người giảng mà nhiều khi cũng không biết mình đang giảng cái gì. Dạ, con xin tạm mic lại cho đạo tràng. Sa thú sa thú sa thú. Dạ, Nguyên Như rất là thích cái giờ mà mình học chung với nhau như vậy nè, nó chậm chậm, nó vừa sức mình, không có bị ai hối chép bài. Tịnh Tâm ơi, hồi nãy giờ Tịnh Tâm có hiểu không? Tịnh Tâm lên Tịnh Tâm nói thử cái chỗ mà cái tâm hộ kiếp, rồi với tâm tử với tâm tục sinh á, Tịnh Tâm nói lại thử coi nó có make sense không nha. Rồi Nguyên Như xin mời Tịnh Tâm nha. Ồ, như không có thấy cái bàn tay của anh Tính Pháp. Dạ, sa thú sa thú. Vậy anh lên trước ha, xong rồi để Tịnh Tâm chuẩn bị ở dưới nha. Rồi, như xin mời. Giờ là một bút tha giá, là một tham ma giá, là một sang khai giá. Có đó là sư thanh tâm, chư đồng đức tăng với bà cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Hồi nãy anh Lý có nói về cái tâm 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 tục sinh, rồi tâm tâm hữu phần và tâm tâm tử đó. Vô cửa nào ra cửa đó, it really, really makes sense, mình hiểu được vấn đề đó. Nhưng mà cánh cửa đi vào tục sinh mình là một cánh cửa khác, ok. Nhưng mà anh nói cái vấn đề ở chỗ mà cái động lực cuối cùng đó ở trong cái tâm tử đó, thì nó bắt một cái cảnh để đi vào một cái không gian mới, một cái môi trường mới, một cái kiếp sống mới đó. Thì hồi trời cách đây không không lâu đó thì mình có một số nghi vấn đó, đã hỏi về cái tâm mà tâm tâm tử, tức là lúc cận tử nghiệp đến đó, hoàn toàn chúng sinh hoàn toàn bất lực, tức là lúc đó nghiệp nghiệp nó hoàn toàn là từ vô thủy vô thủy đó, nó hiện về cái nào mạnh đi trước
Chứ là lúc đó mình giống như là nằm trong một cơn bão hay là trong con trong một cái dòng nước mà mạnh bộc lưu đó, nó đẩy mình đi vào mà mình không còn tự chủ, không còn control được nữa. Thì bây giờ đi vấn đề đặt ra đó là làm sao mà có thể là một người phàm phu như mình có thể là kiểm soát được cái động lực tâm cuối cùng để cho mình có thể đi vào một cảnh giới tốt đẹp hơn. Chứ thiệt như mình nghe là hình như là hầu như là hoàn toàn bất lực trước giờ phút lâm chung. Tức là hoàn toàn là mình không còn có thể làm chủ được cái tất cả những cái những luồng tâm đi như thế nào. Thì không biết anh hay là những vị thiền hữu trí thức trong trong room có thể là nói rõ thêm về vấn đề này. Dạ, một Phật cảm ơn ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Đa, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Khai. Cái điều anh nói đó, cái đó là nó hoàn toàn chính xác rồi. Cho nên chúng sanh mới trôi lăn trong sinh tử luân hồi vô lượng kiếp, tiền tiền vô thủy, là tại vì chúng ta bất lực. Thì Đức Phật nghe nói là pháp vô ngã, là pháp có trạng thái không phải là của ta. Và vì sao? Vì ta tạo nghiệp nào thì ta thọ cái quả báo nấy. Mà Đức Phật nghe nói dù bay lên trời cao, chui xuống rừng già hoặc rút vô tận tận mà rừng sâu, chúng ta cũng không có chạy trốn khỏi được cái nghiệp lực ta đã tạo. Thì chính vì ở cái chỗ này đó, nhưng mà Đức Phật là vị toàn giác, ngài nhìn ra được cái cách vận hành của các pháp, thì ngài đưa ra cho chúng ta cái công thức, cho nên ngài mới dạy là chư ác nạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý và thị chư Phật giáo. Đức Phật ngài dạy cho chúng ta cái con đường để mà đi tới cõi an vui, để mà tại vì mục đích ra đời của Đức Phật là mang tới an vui và hạnh phúc, để mà dứt trừ khổ đau, an vui hạnh phúc trong cái thời gian ngắn, kiếp hiện tại, an vui hạnh phúc trong cái kiếp dài lâu, những cái kiếp trời người trời nhân thiên, và an vui gọi là tuyệt đối là niết bàn. Thì ngài chỉ ra an vui mà theo nhiều kiểu, cho tùy theo cái căn cơ và năng lực thiện lành của mỗi chúng sanh. Thì ngài chỉ ra bằng cách là gì? Chắc ngài nói đừng có tạo những cái ác nghiệp, ngài chế giới, hãy tạo những cái điều lành, và hãy tức là từ xa cái 14 và đi thẳng, tức là thực hành nhiều hơn cái số 25. Và cuối cùng là gì? Những cái này nó cũng giống như ngày hôm qua mà sư Pháp Thanh dạy đó, những cái đồ quần áo dơ cũ mà bỏ vào cái máy giặt đó, nó che đậy được cái mùi xú uế, mùi cái dơ thối đó, nhưng mà vẫn còn phải giặt nữa. Cho nên gọi là tự tịnh kỳ ý, tức là dứt trừ những cái truyền cái những cái lậu hoặc những cái pháp bất thiện, mà đến cái mức độ của vị A La Hán giải thoát hoàn toàn, là không còn một cái bất thiện nghiệp, bất cứ một cái gì của 14 nữa, tức là dứt trừ nhổ tận rễ. Cái đó là cái điều mà Đức Phật đã thấy ra. Mà chính Đức Phật, nếu mà ngài tìm ra được cái công thức đó, mà ngài có khả năng để sống ở trong đời, mà ngài sống chỉ sanh sanh ở trong cái gọi là cõi người và cõi trời, cõi 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 đáo đại luôn, liên tục mà không còn trôi lăn nữa đó, thì chính ngài cũng có thể làm được điều đó. Nhưng tam giới như hỏa trạch, ngài cũng kết luận rằng cái bản chất vô thường, khổ, vô ngã của tam giới không có ai chinh phục nó được, vì đó là bản chất của tam giới. Cho nên ngài nói cái cách tốt nhất là vẫn ra đi, cái đó là niết bàn, niết bàn năng paramang su khăng, là niết bàn là sự an vui tối thượng, là cái chỗ mà gọi chư thánh a la hán cuối cùng cũng phải đi đến. Cho nên á, ở đây chúng ta hiểu được cái điều đó, đó là vì chúng ta có học Phật, chúng ta biết được rằng cái nghiệp thiện và cái nghiệp bất thiện nó chi phối cái đời sống và cái thọ, cái vedana của mỗi mỗi con người, mỗi chúng sanh, mỗi người, mỗi loài. Cho nên là Đức Phật ngài mới dạy tu. Những cái vị mà có đắc thiền và duy trì được cái thiền định của họ, họ có thể đi lên những cái cõi trời đáo đại, thì đó là họ chính họ quyết định cho tương lai của họ đó. Và chúng ta cũng vậy, không đắc thiền nhưng mà chúng ta chư ác mà tác, mà chúng ta phú túng thiện phụng hành đó, cái đó là chúng ta duy trì cái khả năng mà ở trong những cái thiện thú người và trời dục giới. Tuy nhiên không có ai cư trần mà bất nhiễm trần cả. Đừng có nghĩ là cư trần, mà bất nhiễm trần là một cái khả năng gọi là
ngay chính Đức Phật Ngài cũng không làm cái điều đó, và Ngài cũng không khuyên ai duy trì trong tam giới. Cho nên Ngài nói cư trần là tất nhiễm trần. Ngài nói tam giới này giống như là cái xú quế, giống như là bây giờ cho dù là một chút xíu, một mảnh chút xíu của cái phân, nó cũng là một cái đồ của bất tịnh. Cho nên là hễ mà cư trần á, thì phải coi chừng, có ngày sẽ nhiễm trần. Cho nên là cho dù với một cái năng lực nào mà nó gọi là thiện cách mấy trong cuộc đời này, vì cái luật vì cái bản chất vô thường khổ vô ngã đó, cái tâm của chúng ta nó dao động, cái tâm nó vô thường vì cái cảnh nó thay đổi liên tục. Cho nên là lúc này lúc nào chúng ta cũng dạy chúng ta phải là làm thiện lánh ác, làm tất cả những điều lành, nhưng mà có những lúc cái nghiệp cũ nó trạng lại, những cái cảnh bất toại từ cái nhân quá khứ nó trạng lại và nó cho những cái tâm bất thiện, những tâm bất thiện. Thì với những cái cảnh bất thiện như vậy, kỳ vừa rồi thầy Kim cũng có nói đó, cái người có cái niệm mạnh đón nhận những cái quả bất thiện, nhưng mà giữ niệm, giữ được niệm thì không có bị giống như là bất toại với những cái cảnh đó. Đón quả là cái mà chúng ta không thể nào điều khiển được, đó là một trạng thái quả. Nhưng mà chúng ta có quyền giữ một cái thái độ nhất định nào đó, nếu mà đó là người có tu tập. Còn đa phần, mà nếu mà nói tới cái chữ tu tập thì chúng ta phải tự hỏi bao nhiêu người trong đời này biết tu, bao nhiêu người trong đời này biết đạo. Thì cái giống như Đức Phật nói, người biết tu thì giống như móng, cái đất ở trong móng tay, cái số sừng bò, nói những cái ví dụ đại khái như vậy. Còn cái khả những cái mà không nói rằng những người mà chịu tu, ham tu mà có khả năng mà giữ gìn được cái tâm chấp chánh niệm liên tục cũng không phải dễ đâu. Cho nên chính vì cái tâm nó dao động, nó theo cái bản chất vô thường của nó, có lúc thiện có lúc bất thiện, thì quả cũng vậy, có những lúc quả thiện quả bất thiện. Mà hễ mà cái hạt đậu đen nó nhiều á thì nó khổ một cái nữa là nó vô cái tưởng, nó có khả năng nhớ, và có những cái lúc cái bản chất vô thường của nó tới cái lúc cận tử nó ra đi, thiện thì làm không bao nhiêu, mà thiện bất thiện thì quá nhiều, nó cạn lại những cái bất thiện đó, thì nó dẫn chúng sinh vào những cái khổ thú đó. Không nhớ, chúng ta có nhớ là Đức Phật Ngài nói mà cái số của chúng sanh ở trong những cái cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula thì nó là bất khả tư nghị. Cái số lượng con người trong cái thế giới này chúng ta còn thống kê được nha. Cho dù nó là mấy tỷ, 8 tỷ, 10 tỷ, dù sao cũng là con số mà có thể thống kê được. Mà bây giờ mình nói cái số lượng giống như con muỗi đi, mà về Cà Mau mà dở cái mồm mà quơ tay ra, trời không biết, nó bay mà tới nỗi nó bị accident, nó đụng cái tay mình rào rào. Cái số lượng muỗi không, chúng ta cũng không thể nào thống kê được. Cái số lượng mà những cái chúng sanh mà chúng ta, nó quá nhỏ vi tế, làm sao mà thống kê được. Số lượng chúng sanh là cái số lượng mà ngay cả Đức Phật cũng không tính đếm được. Cái khả năng của Ngài vị của Ngài Xá Lợi Phất Một Kiền Liên nhìn ra cửa sổ, với cái năng lực của những vị thánh mà ngay cả Đức Phật mà đắc những cái đạo quả cao, họ có thể đếm được cái số giọt nước mà. Nhưng mà tại sao số lượng chúng sanh không tính đếm được, là vì nghiệp của chúng sanh bất khả tư nghị. À, chính tài giá bất khả tư nghị. Mà nó tới một cái mức độ mà ngay Đức Phật Ngài nói, Ngài có thể nói rằng cái số lá trong bàn tay nó ví giống như là những cái pháp mà Ngài nói, mà cái sự hiểu biết của Ngài giống như cái số lá trong rừng mà Ngài nói. Với cái trí tuệ đó, cái trí tuệ trong tam giới thì không có người thứ hai đó, mà còn nói là một cái câu là số lượng chúng sanh bất khả tư nghị. Tại vì sao? Vì Đức Phật đó, Ngài không phải là một vị toàn năng, Ngài là có tam bất năng. Tam bất năng không xen vào nghiệp của chúng sanh được, không đếm được số lượng chúng sanh và hữu duyên năng tế độ. Ngay cả Đức Phật cũng chỉ độ được những chúng sanh hữu duyên, Ngài cũng phải theo những cái định luật nghiệp báo, nhân quả, duyên, và không có ai vượt ra khỏi được trong cái thế giới hữu duyên vô thường khổ não vô ngã. Đó là bản chất, đó là ba cái tướng. Cho nên đó là trở lại vấn đề ở chỗ này, cái qua cái câu hỏi đó, có những cái phương pháp nào, thì phương pháp là Đức Phật dạy đó, giữ giới, đừng tạo làm những điều bất thiện, mà không những không làm những điều bất thiện mà còn phải tích cực làm những điều thiện, để mà sướng nhiều hơn khổ, vui nhiều hơn khổ. Nhưng mà Ngài nói cuối cùng là gì, vẫn phải cố gắng mà tu thanh lọc cái tâm. Tại vì chính cái tâm này nè, trong cái pháp ý dần đầu ý làm chủ ý tạo, như nãy nói, cái tâm này nè,
Nó chỉ cần có, cho dù tu giỏi cách mấy, 10 phần nó thiện mà chỉ cần một phần nó khổ, thì chính chính cái một phần khổ mà nó còn khổ còn bất thiện đó, nó vẫn là cái cơ hội để chúng sanh trôi lăn và thọ những cái đi những cái khổ thú. Là vì sao? Là vì cái người, lấy ví dụ như một cái người nông dân đó, cái người nông dân có thể trồng lúa, trồng ruộng, trồng những cái cây trái cây ngọt, nhưng mà những cái thứ mà mình muốn nó, mình thích đó, mà mình muốn trồng để cho nó thu quả, những cái quả ngọt đó phải chăm sóc dữ lắm. Còn mấy cái ông nội giống như là cỏ, ba cái cây dại không mời mà nó cũng tới, mà nó không tới, nó không cần phân, nó cũng phát triển dữ dội, nó leo, nó bám, nó trèo lên những cái cây, những cái lúa. Tôi nói công trồng là công bỏ, công làm cỏ mới là công ăn. Những cái công làm cỏ là gì? Những cái công sức mà phải diệt trừ những cái tâm bất thiện này nè, thì nó mới có chỗ đất trong cái tâm, nó còn mới chỗ đất, nó còn cái không gian cho cái thiện nó phát triển lên được. Là vì muốn phát triển được cái thiện nó cần cái sự nỗ lực, và cái bất thiện không cần nỗ lực nó cũng đã có rồi. Vì chúng sanh trôi lăn trong luân hồi sanh tử là vì ba cái nhân căn bản là nhân tham, nhân sân và nhân si. Đó là ba cái nhân dẫn dắt chúng ta, cho chúng ta sự hiện hữu trong tam giới, và dẫn dắt chúng ta trong tam giới, và giữ gìn chúng ta trong tam giới. Cho nên ba cái vô tham, vô sân, vô si cần phải được tu, cần phải được trau dồi, cần phải được phát triển, cần phải có sự nỗ lực. Qua nỗ lực, ngũ quyền, tính tấn, niệm, định, tuệ, những cái nền tảng căn bản đó. Đó, cái người có tu nó mới trồng được những cái cây đó, và là nó phát triển được và phải duy trì cái sự tu đó. Cho nên nó đòi hỏi rất nhiều cái sự nỗ lực. Và công thức thì Đức Phật cũng đã đưa ra. Cho nên là trả lời vấn đề hành thiện lánh ác, đó là cái công thức đó đó. Nhưng mà trở lại thêm một lần nữa là hễ còn trong tam giới này thì còn cái cơ hội để mà chúng ta làm cái chuyện bất thiện. Giống như cái đồng hồ, cái quả lắc ấy. Bên trái là thiện, bên phải là thiện, mà bên trái bất thiện, thì khi nó lắc qua bên trái thì nó vắng mặt bên phải, nó lắc qua bên phải thì đây đang vắng mặt bên trái. Dạ, xin trả lời cái câu hỏi của anh Thính Pháp như vậy. Tiền tiền vô thủy mà hậu hậu hữu chung, là đối với những người có tu, những người hành trì được đúng con đường. Có những người ta cố gắng ta hành trì mà ta không biết đường, người ta cũng loay hoay lẩn quẩn hoài. Và cái hữu chung này chỉ dành cho những bậc có trí tuệ, có cái sự nhiệt tình, có sự tích cực, và một lòng tìm đến sự giải thoát. Và cũng xin nhân tiện đây chúc cho tất cả các đạo tràng, do cái phước báo này mà tất cả chúng sinh ta đây rồi một ngày nào đó có sự tu hành tinh tấn, ngõ hồng vô sanh. Dạ, xin xả thú. Dạ, xin giúp giúp kiếm mít. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm. Dạ, sư có thể con kính kính thỉnh sư Mít. Sư có thể cho tụi con những cái ý của sư về cái bài học ngày hôm nay, bạch sư. Dạ, và con cũng thỉnh sư có thể chúc phúc cho đạo tràng của con buổi tối hôm nay. Dạ, con sau đó con xin mời chị Nguyên Trang có thể chúc phúc cho đạo tràng, có thể hồi hướng cho đạo tràng luôn ạ. Con xin xuống. Mô Phật, sa thú lần đây. Cảm ơn Nguyên Như, Lý và tất cả mọi người. Thì bài học hôm nay nói về sự luân hồi như vậy là quá đầy đủ rồi ha. Sư chỉ thêm hai ý thôi, và cái ý này nó cũng nằm ở trong những cái ý mà quý vị đã trình bày. Hai cái thêm dễ nhớ đó là cái tâm và cảnh. Khi mình một chúng sanh mà chết đó, thì nó có hai tâm, thì nó có tâm thiện và tâm bất thiện ha. Nếu mà là tâm thiện sanh khởi
thì mình sẽ sanh về cõi cõi thiện, và tâm bất thiện thì mình sẽ sanh về cảnh khổ. Còn cảnh thì nó cũng có hai, cảnh thiện và cảnh bất thiện. Ví dụ mình trước khi chết mà mình thấy những thiện như là cảnh người, thấy những người thân thương, những người làm cho mình vui, hoặc là những cái cảnh như là tượng Phật hay là một cái ngôi chùa nào đẹp ha, cảnh nào thiện lành đó, thì mình sẽ sanh về cõi lành. Ví dụ như mình thấy những cái cảnh mà chư thiên ha, vì nhớ ông cấp cô độc đó, trước khi ông chết ông thấy 6 cái cảnh trời dục giới đó là rất là đẹp. Thì cảnh nếu mà cảnh thiện thì mình sanh về cõi cõi thiện. Còn nếu mà cảnh bất thiện, ví dụ như mình thấy những con thú chẳng hạn, hoặc là những người mà hung dữ, thì mình sẽ sanh về cõi cõi khổ. Thì đại khái là như vậy. Sư thêm hai cái ý đó về nhớ ha. Rồi sư xin thay mặt chư tôn đức tăng phúc chúc cho đạo tràng tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, có sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi học pháp ạ. Dạ kính cảm ơn sư Nguyên Như. Như ạ, dạ kính cảm ơn anh Xuân Hình Lý chia sẻ rất là hay ạ. Và sau đây Nguyên Trang kính mời mọi người cùng Nguyên Trang hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Akasattha cha phummattha devanaga mahettika punyang no anumodantu chirang rakkhan tusasanang akasattha cha phummattha devanaga mahettika Bunyang no anumo dan tuchirang rakhan turat thake akasattha chafum matha dewa naga mahitika bunyang no anumo dan tuchirang rakhan tunya tayo akasattha chafum matha dewa naga mahitika Bunyang no anumodan tuchirang rakhan tupani no akasattha chafum matha dewanaga mahittika Bunyang no anumodan tuchirang rakhan tuno sada Idang no nya tidang hontu sukhita hontu nyatayo Idang no nya tidang hontu sukhita hontu nyatayo Idang no nya tidang hontu sukhita hontu nyatayo Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc. Đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hướng đến cô Linda Phương Nguyễn ở sanh ngày 6 tháng 10 năm 1946, cầu mong cô được tái sanh vào nơi nhàn cảnh, được gặp giáo pháp của Đức Phật, tu tập và chấm dứt sanh tử luân hồi. Imăng mê buồn nhằn à sáu quá khá già quá hằng hồn tú, mong phước báo của con sẽ đoạn trừ các ô nhiễm nơi tâm. Ý đằng mê xì lằng mắc gá pha la nhà na sa bách cho dồ hồn tu, mong cho giới hạnh của con sẽ là duyên lành cho sự thành tựu đạo quả. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ,
nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Và sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm, Xích Nguyên Như, sư Minh Lý và tất cả mọi người trong đạo tràng đã có thời gian đến với đạo tràng chia sẻ về Phật pháp ngày hôm nay ạ. Và con kính mời quý cô chú Phật tử lại trở lại room vào ngày mai vào lúc 9 giờ tối giờ Hoa Thành Đốn, tức là 9 giờ sáng giờ Việt Nam. Ngày mai chúng ta sẽ có giờ học với sư Đức Ninh. Dạ, dạ con kính mời đạo tràng ạ. À. Và một lần nữa con kính chúc đạo tràng một đêm an lành, một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành ạ. À. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Ma Dạ, Nam mô Sằng Khà Dạ. Dạ con kính tạm biệt đạo tràng. Dạ con xin xin hết ạ. À.